dù mình có khó khăn thế nào á thì chăm luôn có một cái câu nói nghĩ như vậy, và có một người cô dạy mình á, con nhìn lên á thì con không thấy con không bằng ai, nhưng con nhìn xuống á thì cũng rất nhiều người không bằng mình. Được tới ngày hôm nay cố gắng được như vậy thì mình cố gắng nhiều hơn nữa. Giống như mình đừng bao giờ mình cảm thấy tự mãn cho bản thân mình, hay là mình phải biết bằng lòng với những gì mình đang có và phấn đấu tiếp tục với những cái mình cần đạt tới. Mình là Bích Trâm, hiện đang sinh sống và làm việc ở Osaka. Có rất là nhiều người hỏi Trâm tại sao mình, bản thân mình đó, là một người trẻ mà không đi học những cái món ăn trẻ, những cái món mà mang cái hơi hướng hiện đại bây giờ để bán cho những cái khách trẻ trung ở đây. Nhưng mà Trâm là một cái người mà giống như là Trâm không suy nghĩ được điều đó. Và khi đã đến Nhật thì Trâm vẫn ăn Tết cổ truyền của Việt Nam, thì Trâm là người muốn mang đến cho giống như là những cái người ở Nhật này biết được cái hương vị thật sự của món ăn Việt Nam như thế nào. Đó cửa hàng chưa sửa chữa, tất cả đều nó còn rất là sơ, hoang sơ, và phải ngồi giữa cái nhiệt độ lạnh khoảng dưới 0 độ. Thì một người mà chỉ có một mình ở ngồi ở một cái tiệm thôi, không biết làm gì ngoài việc là chơi điện thoại để đợi khách tới thôi. Thì có hai người vô tình, có hai người vô thì cái cô đó cũng nhìn thấy cái món ăn đó, xong rồi cô nói là có bánh mì kìa. Thì cô cũng không nghĩ là bánh mì Việt Nam rồi cái gia vị cái này kia giống như vậy. Thì cô ăn giống như cô cảm giác là cô rưng rưng, cô làm cho mình cũng sẽ rưng rưng theo. Và cô nói là cố gắng lên con còn rất là trẻ, còn cô tin là con sẽ làm được. Thì nói là cô thôi chứ chắc cũng gần bằng tuổi bà mình ở Việt Nam rồi. Nhưng mà một người như vậy nói với mình làm cho những cái gì đó trong lòng mình, những cái mà nặng nề, những cái suy nghĩ mình đều phải gạt đi hết để mình đi tiếp. Khởi nghiệp rất là khó khăn, nhưng mà nếu mình có cố gắng, có sự kiên trì và mình đi đúng đường